Con gì vậy? Con cũng lông gì vậy? Lông màu đỏ đâu lấy cho ba coi ơi. Cũng lông màu tím đâu? Con nói là khủng long gì? Rồi con khủng long gì sau lưng vậy? Con này con gì? Màu cam hả? Khủng long tê giác đâu? Con đang làm gì vậy? Con bú sữa hả? Cho khủng long bú đi. Cho khủng long bú miếng đi. Ngồi dậy chơi khủng long đi. Cho khủng long nè. Rồi khủng long chết queo rồi. Rồi khủng long, cho khủng long cắn lộn đi. Đang ngồi vậy cho khủng long cắn lộn đi. Cho khủng long bú sữa nè. Rồi chào các bạn đi. Rồi hãy đang chào các bạn ơi. Xin chào, giơ tay xin chào ơi. Đâu con đếm ơi, có nhiều con khủng long vậy? Mấy con? 5 con, 6 con khủng long nhỏ nữa nè. 30 ngàn luôn. Nhiều. Rồi cho nó cắn lộn ơi. Nè để cho đứng lên, con để cho đứng lên nè cho. Hả? Rồi trong túi có tiền không? Trong túi con có tiền không? Đã móc tiền ra cho ba coi ai. Ba đâu có tiền đâu. Ba đâu có tiền đâu. Để bắt con khủng long đi bán đi. Ai mua? Thôi đụng. Ngồi xuống đi con. Ai mua khủng long không? Khủng long màu gì? Rồi con hát ơi. Hát bài ơi. Tăng lô dạ lô bin màu này là màu gì? Con này màu gì? Màu xanh. Màu đỏ nè. Màu đỏ đâu rồi? Cho khủng long đứng dậy ơi, trang sắp cho khủng long đứng dậy cho bà coi ơi. Cho khủng long đứng dậy cho bà coi ơi. Con để cho khủng long đứng dậy cho bà coi ơi. Queo hả? Rồi chết queo rồi. Rồi chết queo luôn rồi. Ngủ rồi, khủng long ngủ rồi. Rồi đang ngủ chưa? Rồi đang chào các bạn đang ngủ đi.